Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Tôi là Thùy Linh và sau đây là vấn đề của ngày hôm nay. Bạo hành trẻ em, cụm từ lại nổi lên một lần nữa bởi vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành ở Đà Lạt đến mức phải nhập viện vì hôn mê sâu. Điều này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi là hiện tượng này từ trước tới nay vẫn nhiều như vậy và chỉ đến khi bây giờ khi phương tiện thông tin truyền thông bùng nổ, những sự việc như vậy mới bị phát giác. Vậy cụ thể vụ việc này ra sao, vấn đề pháp lý trong trường hợp này như thế nào? Hãy cùng Pháp Trị tìm hiểu qua video sau đây nhé! Theo cơ quan công an thông tin, đối tượng Trần Hoài Thương đang bị tạm giam để điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố về tội bạo hành cháu bé mới 2 tháng tuổi ở thành phố Đà Lạt, điều tra về hành vi giết người. Ngày 22 tháng 5, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi giết người. Lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt khẳng định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không phải là cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang thu thập củng cố hồ sơ để ban hành các quyết định khởi tố đối tượng về hành vi giết người. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra. Theo tìm hiểu, Thương đã khai nhận nhiều lần bạo hành cháu C, 2 tháng 20 ngày tuổi, con gái của Nguyễn Phúc Hồng Ân, người tình của Thương. Trần Hoài Thương nghiện ma túy nặng, có tiền án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2019, anh ta bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, ra trại lại tái nghiện. Nguyễn Phúc Hồng Ân cũng nghiện ma túy, cô ly thân chồng, sinh bé gái hôm 25 tháng 2, khoảng nửa tháng sau khi quen và sống như vợ chồng với Thương tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, thành phố Đà Lạt. Trong thời gian sống chung, thấy cháu C thường quấy khóc nên Thương nhiều lần dùng tay đánh mạnh, tát vào mặt cháu bé. Ngày 19 tháng 5, Thương dùng núm vú giả đặt vào miệng cháu bé rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc. Khi thấy cháu khó thở, Thương mở băng keo ra, một lúc sau Thương tiếp tục cầm gấu bông ném nhiều lần vào người cháu bé. Sau những lần cả hai chơi ma túy đá, Thương thấy cháu bé quấy khóc hay không uống sữa là tát vào mặt, vào đầu. Lần nghiêm trọng nhất diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 5, hắn sốc nách bé, giật, rung lắc mạnh khiến cơ thể cháu bị tổn thương nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, Thương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng gãy tay, chân, hôn mê do chấn thương sọ não rồi bỏ trốn. Trước lúc đánh cháu bé, Thương đã sử dụng ma túy đá. Mẹ cháu bé chứng kiến con bị đánh nhưng không can ngăn. Ngày 22 tháng 5, Thương bị Công an thành phố Đà Lạt bắt khẩn cấp về hành vi giết người. Mẹ bé gái là Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn bị điều tra các dấu hiệu phạm tội. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, cháu bé bị nhiều tổn thương, phải thở bằng máy liên tục, đang được các bác sĩ điều trị tích cực và khó tiên lượng. Trẻ nhỏ ở tuổi đó có thể nói là vô hại với tất cả mọi người. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ lòng lang dạ thú ra tay tàn độc với trẻ, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ. Qua những vụ việc đau lòng trên, ta có thể thấy rằng những đối tượng gây án đều có điểm chung là suy thoái về nhân cách, đạo đức, lối sống, động cơ, ý chí thực hiện tội phạm đến cùng bắt nguồn từ lòng ích kỷ cao độ. Nạn nhân trong các vụ án đều thuộc là những tình cảnh hôn nhân tan vỡ khi cha hoặc mẹ của các cháu bé kết duyên với một người khác máu tanh lòng. Cuộc sống của những cháu bé bước vào địa ngục trần gian. Mặt khác, một trong những nguyên nhân của những vụ bạo hành là nhân cách thái hóa lệch lạc của những kẻ gây án và người liên quan. Điểm chung trong những đặc điểm tâm lý thủ phạm như tính ích kỷ cao độ, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, lối sống vị kỷ hưởng thụ, thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội, coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật. Và nguyên nhân kế tiếp là người liên quan trực tiếp với hung thủ chính là bố hoặc mẹ của những trẻ. Họ cũng đồng điệu với kẻ ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy hạnh phúc của con. Nếu có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi của Trần Hoài Thương là nguyên do cho sự nguy kịch về tính mạng của cháu C, đối tượng hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Với kết quả điều tra ban đầu, đối tượng này có thể bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi. Hành vi có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc với mức phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi của đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vậy, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và hậu quả mà đối tượng đã gây ra đối với xã hội. Vừa rồi là nội dung của Luật Pháp Trị về vấn đề này. Còn bạn, bạn có ý kiến ra sao? Hãy comment phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.